Kính thưa giáo sư tiến sĩ Lương Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cái vụ cục, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cái đơn vị trung ương tại các đầu cầu, và kính thưa các đồng chí tại các cái điểm đầu cầu các địa phương. Được sự phân công của đồng chí Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, thì xin phép là vụ tài chính hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cơ chế tài chính và cơ chế hoạt động đối với các cái đơn vị mà là trung tâm hồi sức tích cực được thành lập ở trung ương tại trên đóng những địa phương và tại các bộ ngành và địa phương thành lập tại địa phương. Thứ nhất là về các nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật cũng như là các hướng dẫn, thì tài liệu của vụ tài chính cũng đã gửi và khá đầy đủ, tôi không được nhắc lại. Tuy nhiên trong đó thì chúng tôi chỉ nêu có hai cái nghị quyết hết sức quan trọng liên quan trực tiếp và sau này đến cái hướng dẫn về cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động. Một là cái nghị quyết số 79 ngày 22 tháng 7. Cái nghị quyết này thì chủ yếu liên quan về cơ chế mua sắm vật tư trang thiết bị hóa chất để mà thực hiện cho các cái nhiệm vụ này, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống dịch, trong đó nhấn mạnh tất cả các cái thời điểm mà thực hiện cái nghị quyết số 79 thực hiện theo các quy định pháp luật đấu thầu, trong đó có nhắc đến cái tình huống được áp dụng mua sắm trong trường hợp chỉ định thầu khoản A điểm 1 điều 22, đó là cái trong cái tình huống cấp bách mà các đơn vị địa phương hiện nay vẫn đang vướng mắc trong cái việc là xác định có phải là vướng mắc là có phải được trong tình huống cấp bách hay không, thì cái nghị quyết 79 cũng đã giải quyết được cái nội dung này. Nội dung thứ hai liên quan đến nghị quyết 86, đó là nghị quyết 86 thì liên quan đến ngày của chính phủ ngày 6 tháng 8 năm 2021, và duy nhất cái nghị quyết này cũng là nghị quyết có cái thời hạn, khi các đồng chí nhìn vào cái thời hạn hiệu lực thi hành của nghị quyết bắt đầu hiệu lực từ ngày 28 tháng 7, và trong đó nghị quyết số 86 nêu rất rõ về những cái nội dung liên quan nhắc lại cái cơ chế về mua sắm để phục vụ cho các nhiệm vụ này, và đặc biệt liên quan đến cơ chế thành lập các bệnh viện dã chiến và các trung tâm hồi sức tích cực của trung ương và của địa phương, thì trong đó có nhấn mạnh cái việc là các quyết định thành lập này đồng thời cũng là giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, và đây cũng là cái điểm mà cũng có lẽ báo cáo đồng chí lưu ý để chúng ta thực hiện cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế, ký hợp đồng với các cơ sở bảo hiểm y tế để thực hiện nội dung này. Tuy nhiên đề nghị các đồng chí cũng hết sức lưu ý, có những bệnh viện hiện nay của chúng ta thành lập trước thời điểm của nghị quyết 86 có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7, trong đó cái nội dung liên quan đến chúng ta có thể phải điều chỉnh lại cái quyết định này để đảm bảo cái tính phù hợp đối với cả nghị quyết 86 để làm cơ sở ký hợp đồng. Thế và còn cái cơ chế tài chính thì cũng xin phép được báo cáo cái này ạ. Một là về cơ chế tài chính, về ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu và bảo hiểm y tế đối với người có thể bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm y tế và bị mắc bệnh COVID điều trị tại các cái cơ sở này. Thứ nhất là về cái nguồn tài chính, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo chi cho người mắc bệnh COVID-19, trong đó có các văn bản về thanh toán bảo hiểm, thì bên Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có cái văn bản rất cụ thể, ví dụ như công văn 2259 hay là cái công văn 3.100 của vụ bảo hiểm y tế cũng đã hướng dẫn về cơ chế thanh toán bảo hiểm đối với người mắc bệnh COVID điều trị tại các cơ sở. Và cái nội dung nữa là liên quan đến cái này, đó là cái công văn số 6404 của Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn các nội dung rất chi tiết đối với cả người tình nguyện rồi người tham gia trực phòng chống dịch COVID, thì cũng đã có cái nội dung rất cụ thể cái này rồi. Thế về cái việc mà ngân sách nhà nước chi trả thì Bộ Tài chính cũng đã có cái hướng dẫn để mà thực hiện sử dụng ngân sách nhà nước, hướng dẫn chi cho các cái cơ sở khám, cái cơ sở mà điều trị COVID hồi sức tích cực cũng như cái bệnh viện dã chiến, là đối với cả các bệnh nhân thì được ngân sách nhà nước chi trả, trong đó có cái vật tư hóa chất thuốc vân vân, tiền giường, thì cái này theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì xin các đồng chí lưu ý. Và riêng kinh phí hoạt động đối với cả cái cơ sở mà có người bệnh mà có thẻ bảo hiểm y tế thì thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, kể cả bao gồm cái phần đồng chi trả, thì người bệnh mà các bệnh không phải là bệnh COVID thì sẽ chi trả, chịu trách nhiệm chi trả này, và kể cả cái người không có thẻ bảo hiểm y tế nếu như mà bị điều trị COVID thì ngân sách nhà nước đưa ra, còn các bệnh khác không phải bệnh COVID thì là do người bệnh phải tự chi trả. Thì những cái nội dung này chúng tôi đã hướng dẫn rất cụ thể liên quan đến cái việc mà chúng ta phải đảm bảo công tác hậu cần, công tác tài chính cho các hoạt động của các cơ sở này,
Chúng tôi ở Bộ Y tế cũng đã có các quyết định 2626 ngày 28 tháng 5 và quyết định 1259 ngày 20 tháng 3 về việc ban hành các cái danh mục vật tư trang thiết bị để mà đảm bảo chi hoạt động cho các cái cơ sở này. Thì đề nghị các đồng chí căn cứ vào nghị quyết 79, nghị quyết 86 cơ chế mua sắm để đảm bảo cho thực hiện cái nguồn công tác hậu cần. Thế ở đây chỉ xin lưu ý là cái này nó liên quan đến cái việc là hiện nay báo cáo các đồng chí là cái việc mà chúng ta mua sắm và cái cơ chế như thế nào. Ví dụ như các cái cơ sở trung ương, ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, khi mà thành lập các cái cơ sở tại Bệnh Vĩnh Long hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, thì là hiện nay là các là ngoài này thì các cái bệnh viện sẽ tổ chức mua sắm để mà thực hiện cung cấp cho các cái cơ sở trong đấy, và có thể sử dụng các hình thức mua sắm như tôi vừa nêu, có thể là chỉ định thầu rút gọn, có thể là áp mua sắm trực tiếp để đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất để mà thực hiện cái này. Thì đấy là cái nội dung mà liên quan đến cái danh mục mà chúng ta phải đảm bảo công tác hậu cần để mà thực hiện đáp ứng được kịp thời. Thế và liên quan đến cả nội dung này nữa thì cũng xin phép là được nêu là cái cơ chế mở ký bảo hiểm. Cái này xin phép các đồng chí là hôm qua cục khám chữa bệnh cũng như là bên vụ bảo hiểm thì cũng đã nêu cuộc họp với bảo hiểm xã hội Việt Nam, và theo tôi được biết thì như là cũng sẽ trao đổi để mà cùng với bảo hiểm là các cơ sở này sẽ ký với cả bảo hiểm tại tỉnh ấy ạ. Ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là ký hợp đồng ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và thanh toán tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, và ở Bình Dương hoặc Vĩnh Long để thực hiện theo cái này. Và giá thì xin phép các anh là thế này, trong cái hướng dẫn của thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo cái hạng tương đương với cơ sở thành lập. Ví dụ như hiện nay Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược thì các cái thanh toán theo hạng sẽ tương đương. Ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai là hạng đặc biệt thì sẽ thanh toán tương đương. Cái này chúng tôi tiếp tục để mở hoàn thiện, để tiếp tục phối hợp với bảo hiểm xã hội Việt Nam và trong nghị quyết 86 để sớm phối hợp để ban hành hướng dẫn các cái nội dung liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thế còn một cái nội dung trong này chúng tôi cũng sáng nay thì đồng chí cục trưởng cũng đã nêu, đó là các cái chế độ mà có thể là hiện nay chúng tôi đã có báo cáo trong cái này chúng tôi cũng nhắc, đó là kể cả cái chi phí mà hỗ trợ cho các bệnh nhân tử vong. Thì cái này chúng tôi cũng đã có cái tờ trình hiện nay đang báo cáo chính phủ. Thì tuy nhiên rằng đối với cái nội dung này thì về mức đấy thì hiện nay chúng tôi vẫn đang giao cho các đơn vị địa phương là thanh toán theo cái mức chi phí do địa phương quyết định, do Ủy ban Nhân dân địa phương quyết định cái mức chi phí hỗ trợ cho bệnh nhân tử vong. Và có thể trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ tổng hợp trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, các địa phương có thể sẽ báo cáo để mà hướng tới sẽ đề xuất cái mức hỗ trợ để mà thống nhất. Thế nhưng tuy nhiên cái này thì chúng tôi đang tổng hợp để mà báo cáo chính phủ. Thế còn riêng đối với các cái chế độ chính sách đối với người lực lượng cán bộ y tế cũng như tình nguyện viên tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở này thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn tại cái công văn số 6401 mà hiện nay vừa rồi chúng tôi đã nêu, trong đó nêu rất chi tiết các nội dung chế độ chi trong cái này. Thế tuy nhiên là rằng là có thể trong cái mô hình khi mà triển khai cái mô hình mới đối với các cơ sở thành lập bệnh viện dã chiến cũng như là các trung tâm hồi sức tích cực, với cái mô hình như hiện nay nó có thể chưa bao quát đầy đủ được các cái nội dung chi để phù hợp với tình hình thực tế, để cũng mong là các đơn vị địa phương chúng ta sớm có cái xem xét đề nghị để chúng tôi tổng hợp cùng phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo chính phủ để mở thực hiện các cái nhiệm vụ này. Và đặc biệt trong cái thời gian sắp tới thì liên quan đến cái đầu tư của các cái bệnh viện này thì cũng đề nghị là các cái đơn vị địa phương phải khẩn trương báo cáo Sở Y tế, báo cáo Ủy ban Nhân dân các tỉnh để đảm bảo cân đối cái nguồn ngân sách của địa phương và của Trung ương hỗ trợ theo luật ngân sách nhà nước cấp để mà đầu tư mua sắm cơ sở trang thiết bị cho các cái cơ sở này để đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn theo nguyên tắc là 4 tại chỗ. Và Bộ Y tế chỉ mua sắm một phần tại Trung ương để hỗ trợ cho các đơn vị địa phương khi mà các đơn vị địa phương mà vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương thôi, chứ không thể là Bộ Y tế mua hiện nay trong cái cơ chế chính phủ giao không có mua sắm. Cũng xin được khẳng định với các đơn vị địa phương là Bộ Y tế sẽ không mua sắm tập trung cho toàn quốc để hỗ trợ cho các địa phương, mà chỉ mua một phần tại Trung ương để hỗ trợ cho các cơ sở trực thuộc của Bộ Y tế hiện nay đang thiết lập
các cái trung tâm điều hồi sức tích cực tại địa phương và hỗ trợ một số địa phương mà vượt khả năng đáp ứng rồi ạ, chứ không có cơ chế mua sắm tập trung. Thế nên đề nghị các đồng chí là được giao nhiệm vụ này phải chủ động để mà tổ chức mua sắm đảm bảo đáp ứng kịp thời được vật tư hóa chất. Thế còn về cơ chế giá mua sắm, về cái giá mua sắm thì chúng tôi cũng đã có cái cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, đề nghị các đồng chí tham gia và tham khảo trên cái cổng thông tin này để chúng ta thực hiện. Và trong chiều nay thì cũng báo cáo là cùng với sự chỉ đạo của anh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị, thì cái nhóm chúng tôi kỹ thuật cũng đã thiết kế ra một cái book của cái giá chỉ dành cho quýt, tức là mua sắm những cái trang phục trang thiết bị theo cái quyết định 2626 và 1529. Theo cái phương án là 3.000 người mắc thì cái danh mục trong đấy phục vụ cho Covid thì sẽ có kết quả trúng thầu, có đơn vị sẽ đăng chỉ riêng dành riêng cái tham khảo của cái đấy đã. Và cái mà sắp tới là các đơn vị sẽ chào giá riêng cho cái này để phục vụ cho phòng chống Covid, thì chiều nay chúng tôi cũng sẽ sớm khẩn trương thực hiện cái này. Thì trong một cái thời gian ngắn thì xin phép được sự phân công của ban tổ chức thì xin phép thay mặt cho lãnh đạo Bộ Tài chính tôi xin trình bày ngắn trong cái nội dung công tác đảm bảo hậu cần về nguồn tài chính để mà thực hiện cái này. Xin trân trọng cảm ơn và cũng mong nhận được các cái phản ánh, các vướng mắc để chúng tôi kịp thời tổng hợp làm việc với Bộ Tài chính cũng như là báo cáo Chính phủ. Xin trân trọng cảm ơn.